rồi hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái bài đầu tiên của cái sóng cơ đây là một trong những chương mà nó chiếm uh, ít câu nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì để làm được những cái bài toán này cũng không phải là chuyện đơn giản thì chúng ta phải hiểu rõ nhiều người chúng ta chưa hiểu rõ được bản chất của sóng cơ là gì bởi vậy là khi làm bài mà đặc biệt là gặp những cái bài tập nâng cao á, thì chúng ta làm rất là mệt mỏi đúng không bây giờ thầy sẽ nói Trước khi đi nói về cái các dạng bài tập này, đầu tiên thầy sẽ nói về kiến thức lý thuyết cho em rõ. Thì người ta đã định nghĩa sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Chúng ta có thể hiểu như thế này, ví dụ như tại thời điểm t0 nào đó, một cái phân tử vật chất tại ô đi, đúng không? Phân tử vật chất nước tại ô nó sẽ dao động đi lên, nó sẽ dao động nhấp nhô lên xuống như thế này tức là nó dao động từ vị trí là giả dạ sử như a đến vị trí là trừ a đi được không nó sẽ dao động trong cái đoạn này thôi rồi sau một thời gian sóng nó sẽ chuyển đi pha dao động nó sẽ được lan truyền đi tại một cái thời điểm t nào đó thì cái điểm m này nó mới bắt đầu dao động nhấp nhô lên xuống như thế này để chờ điểm m này lúc đó nó mới bắt đầu dao động lên xuống như thế này rồi tại một cái thời điểm t phẩy nào đó thì điểm n này cũng dao động nhấp nhô lên xuống như thế này và cái con đường này cái đoạn os này người ta gọi đây là phương truyền sóng và đây là chiều dương còn cái cái quá cái phần tử ô phần tử vật chất ô hoặc phần tử vật chất m hoặc là phần tử vật chất n nó chỉ dao động nhấp nhô lên xuống xung quanh cái vị trí cân bằng ô này thôi Đúng không? Xung quanh cái vị trí cân bằng này, đây là vị trí cân bằng, đây cũng vị trí cân bằng, đây cũng vị trí cân bằng. Thì một quá trình dao động như thế này người ta gọi đây là sóng cơ. Vậy các em vậy em phải nhớ cho thầy, đó là sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Được chưa? Lưu ý điều này cho thầy. Và nó sẽ dao động như thế này. Nó chỉ dao động nhấp nhô lên xuống, ví dụ như đang dao động đây. Đúng không ạ? Giả sử như thế này chẳng hạn ta in ta hiểu như vậy cho thầy nha. Rồi, một cái tiếp theo là chúng ta cần nhớ sóng ngang là gì? Cái định nghĩa tiếp theo là sóng ngang là gì? Thì chúng ta nhớ sóng ngang là sóng trong đó các phân tử vật chất dao động nó sẽ vuông góc với cái phương truyền sóng. Đúng không? Các phân tử vật chất nè sẽ dao động vuông góc với phương truyền sóng. Giả sử như đây chúng ta có phương truyền sóng là từ O đến X đây. Em thấy phân tử vật chất tại M nó sẽ dao động nhấp nhô lên xuống như thế này. Em thấy nó như thế nào với phương truyền sóng Có phải là nó vương góc với phương truyền sóng không Như vậy một cái sóng mà các phân tử vật chất sẽ vuông góc với cái phương truyền sóng Người ta gọi đó là sóng ngang và chúng ta nhớ rằng sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn Trừ trường hợp là sóng mặt nước Đúng không? Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn thôi nha Và sóng mặt nước là sóng ngang Ta nhớ điều này cho thầy Được chưa? Rồi một định nghĩa tiếp theo đó là chúng ta nhớ tới định nghĩa sóng dọc. Sóng dọc là sóng trong đó các phân tử vật chất của môi trường sẽ dao động trùng với phương truyền sóng. Ví dụ thầy đang nói như thế này, ví dụ như thầy là một cái nguồn phát sóng ô đi, thầy nói như vậy phân tử vật chất tại M này nó sẽ dao động như thế này. Đúng không ạ? Tại thời điểm T nào đó phân tử vật chất tại N nó sẽ dao động như thế này đúng không rồi nó truyền đến tai của cái người nghe khi đó nó làm cho tai của người nghe màng nhĩ tai của người nghe rung động dao động mà màng nhĩ người đó ra dao động nó sẽ truyền tín hiệu lên não và cho não chúng ta sẽ phân biệt được cảm giác âm thanh và bây giờ em thấy nè cái phương truyền sóng có phải nó trùng với phương dao động của các phân tử vật chất không như vậy cái sóng mà có phương dao động vuông xin lỗi trùng với phương truyền sóng người ta gọi đó là sóng dọc và sóng dọc truyền được trong cả ba môi trường rắn lỏng khí đúng không rắn lỏng khí ví dụ như sóng âm đi chẳng hạn sóng âm đó chính là sóng dọc ví dụ như âm thanh chúng ta đang nói chuyện với nhau nè là sóng dọc nè nó truyền được trong chất rắn ví dụ như chúng ta coi cái phim mấy cái phim kiếm hiệp đó à những người mà ví dụ như ở trong rừng người ta muốn nghe được âm thanh vó ngựa thì người ta thường người ta ép tai xuống mặt đất người ta nghe vì lý do là sóng âm vận tốc truyền âm trong chất rắn nó lớn hơn trong chất lỏng và trong chất khí đúng không rồi ví dụ như chúng ta lặn dưới sông ngòi thì chúng ta có thể nghe thấy được âm thanh cái đò hoặc là cái tàu nó chạy trên mặt nước thì sóng âm cũng truyền được trong chất lỏng được chưa như vậy chúng ta nhớ rằng sóng dọc là truyền được trong cả ba môi trường này luôn, rắn lỏng khí. Nhớ điều đó cho thầy nha. Còn sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trừ trường hợp là sóng mặt nước thôi. Được chưa? Và một cái điều đặc biệt nữa đó là sóng cơ không truyền được trong chân không. Thì chân không là môi trường không có phân tử vật chất, đúng không? Sau này chúng ta học lên qua học kỳ 2, chúng ta học về sóng điện từ đó thì sóng điện từ nó truyền được cả trong chân không nữa ví dụ như sóng vô tuyến của ông ta đó sóng ánh sáng đó hoặc là sóng điện thoại đó đúng không đó là những sóng điện tử và nó truyền được trong cả môi trường chân không đây là một sự khác biệt cơ bản giữa sóng cơ với sóng điện tử nha như vậy sóng cơ truyền được trong chỉ trong môi trường đàn hồi thôi tức là những môi trường rắn lòng khí còn sóng điện tử truyền được ngoài trong ba môi trường đàn hồi rắn lòng khí nó còn truyền được trong chân không nữa được chưa rồi. đúng rồi đúng rồi sóng cơ truyền trong môi trường vật chất và nó uh, không truyền được trong chân không rồi bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về biên độ của sóng là gì thì mình nhớ điều này cho thầy ví dụ thầy có giả sử như đây là một cái sóng ngang đi thầy xét một cái sóng ngang đúng không các phân tử vật chất nó sẽ dao động như thế này cái phương truyền đúng không cái đồ thị sóng nó như thế này đây ví dụ như tại một cái thời điểm t nào đó cái nguồn sóng o này đúng không cái nguồn sóng o này nó sẽ dao động nhấp nhô lên xuống như thế này đúng không tại thời điểm t cái điểm o này dao động nhấp nhô lên xuống như thế này thì rồi tiếp theo ví dụ như tại thời điểm à, à, t phải đi cái điểm m phân tử vật chất m nó sẽ dao động nhấp nhô lên xuống trong cái đoạn này thì ta người ta định nghĩa biên độ của sóng chính là biên độ dao động của phần tử vật chất có sóng truyền qua đúng không ví dụ như biên độ dao động của cái thằng ô này từ cái vị trí cân bằng đến đây giả sử như là 5 cm đi thì 5 cm này chính là biên độ rồi tương tự như vậy từ cái phân tử vật chất n này nó dao động từ cái vị trí cân bằng lên tới cái đỉnh sóng này nó chỉ dao động nhấp nhô lên xuống từ đây đến đây là 5 cm như vậy đây chính là biên độ được chưa đúng rồi hoặc là từ vị trí cân bằng lên đến đáy sóng xuống đáy sóng đoạn này cũng là 5 cm nhưng nó ở phần âm như vậy biên độ nó là trừ năm cm được chưa ta rõ chỗ này chưa và mình nhớ điều này cho thầy đây người ta gọi là đỉnh sóng nè. Đây cái điểm này đây là vị trí cao nhất, người ta gọi là đỉnh sóng, tức là lúc đó phân tử vật chất nó đang ở biên dương. Người ta gọi là đỉnh sóng. Còn khi đó ví dụ như nó dao động tới tại thời điểm T nào đó nó dao động tới cái vị trí thấp nhất, tức là nó ở biên âm, tức là nó ở đáy sóng. Được chưa? Và chúng ta nhớ một điều này cho thầy. Đây là đỉnh sóng. Như vậy, nếu sóng truyền từ O đến X theo chiều này thì người ta gọi cái đoạn này từ đỉnh từ đáy sóng đến đỉnh sóng là cái đoạn này người ta gọi đây là sườn trước. Sườn trước nha. Sườn trước thì những điểm thuộc sườn Xin lỗi, đây là sườn sau chứ. Thầy xóa chỗ này đi cái đáng hàng. Đây là sườn sau. Hàng sườn sau tức là những điểm thuộc từ đáy sóng là đến đây đến đỉnh sóng chúng ta thấy nó nằm sau nè được chưa theo chiều truyền sóng từ ô đến x đây như vậy đây là nằm sau những điểm thuộc sườn sau nó sẽ dao động đi xuống được chưa nó sẽ dao động đi xuống và điểm này hiển nhiên nó đang ở vị trí biên dương thì nó cũng dao động đi xuống những điểm thuộc sườn sau dao động đi xuống còn những điểm này ví dụ như nó đây theo chiều truyền sóng đây đây thầy có thể vẽ như thế này Tức là từ cái điểm này đến điểm này đây là sườn trước nè. Sườn trước. Thì những phân tử vật chất thuộc sườn trước nó sẽ dao động đi lên. Được không ạ? À? Nó sẽ dao động đi lên như thế này. Được chưa? Chúng ta nhớ những cái vị trí này để chúng ta làm những câu trắc nghiệm. Ha, chúng ta làm những câu trắc nghiệm lý thuyết, trắc nghiệm phương truyền sóng đó, lát nữa chúng ta thầy trò chúng ta sẽ rõ hơn rồi không và em nhớ nha sườn trước thì nó đi lên những điểm thuộc sườn trước đi lên còn những điểm thuộc sườn sau sườn sau này tức là từ dưới này nè nó vòng dưới sau nè nó đi lên nè như vậy những điểm thuộc sườn sau sẽ đi xuống còn những điểm thuộc sườn trước sẽ đi lên rồi vậy chúng ta nhớ biên độ của sóng chính là biên độ dao động của các phân tử vật chất có sóng chuyển qua rồi một định nghĩa tiếp theo là chúng ta nhớ tới chu kỳ của sóng chu kỳ của sóng chính là chu kỳ dao động của phần tử vật chất đúng không chu kỳ dao động của phần tử vật chất có sóng truyền qua ví dụ như chu kỳ dao động của phần tử n đi điểm n giả sử như từ vị trí biên dương đi đúng không nó đi xuống đây là mới nửa dao động mà tắt đầu nó đi từ biên âm đi lên như vậy nó đã thực hiện một dao động toàn phần nó thực hiện một dao động toàn phần hết 5 giây đi thì 5 giây đó chính là chu kỳ của cái điểm n này chu kỳ dao động của phân tử vật chất này, của phân tử vật chất này và chu kỳ dao động của phân tử vật chất cũng chính là chu kỳ của sóng. Ta nhớ chưa? À, như vậy chu kỳ của sóng chính là chu kỳ dao động của phân tử vật chất có sóng truyền qua. Mà chu kỳ dao động chính là thời gian để nó thực hiện được một dao động toàn phần. Đúng không? Chúng ta đã học bên phần dao uh, động điều hòa rồi đó, chúng ta sẽ biết cái điều này. Được chưa? ngược lại tần số của sóng thì nó nghịch đảo của chu kỳ tần số f bằng 1 trên t được không và trong hệ đi chu kỳ có đơn vị là gì em à tần số à là hẹp đúng chưa chúng ta lưu ý điều này cho thầy nha rồi bây giờ um, chúng ta có thể hiểu như vậy cho thầy nha Ví dụ như trong một giây nó thực hiện cái anh này nó dao động là 5 lần thì chu kỳ dao động nó xin lỗi tần số đó là 5. Đúng không? Chu kỳ là tần số là số dao động trong một giây. Ví dụ như trong một giây này cái điểm N này nó nhấp nhô lên xuống 5 lần. Nó thực hiện 5 dao động toàn phần thì cái năm đó chính là tần số F. Đúng không? F nó bằng 5 hẹp hay là 5 vòng trên dây đó. Rồi. Đó là một cái định nghĩa tiếp theo em cần nắm cho thầy. Tiếp theo chúng ta đến nghiên cứu tới tốc độ truyền sóng. Mình phải phân biệt được điều này cho thầy. Tốc độ truyền sóng với tốc độ dao động của phân tử vật chất nó khác nhau hoàn toàn nha. Khi chúng ta làm bài toán nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Tốc độ truyền sóng V chính là tốc độ lan truyền dao động của môi trường. Ví dụ Tại thời điểm t bằng 0, cái phân tử vật chất tại nguồn sóng nó dao động nhấp nhô lên xuống. Sau cái thời gian 5 giây thì cái điểm M này nó mới nhấp nhô lên xuống. Và chúng ta biết cái quãng đường từ O đến M này giả dạ sử như nó là 5 cm đi. Như vậy chúng ta sẽ tính được tốc độ truyền sóng nó bằng quãng đường đi được chia cho thời gian để đi quãng đường đó. Và và quãng đường đi được ở đây chính là bằng từ O đến M. Đây giả sử như nãy thầy đã nói từ O đến M giả sử như nó là 5 đi. Chia cho thời gian truyền sóng. Sau 5 giây thì cái điểm M này nó mới dao động nhấp nhô lên xuống như vậy T ở đây là mấy? Là 5. Vậy vận tốc truyền sóng hay tốc độ truyền sóng là 1 cm trên giây. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta hiểu nha, ví dụ như giả sử như người ta nói à, một sóng truyền từ O đến điểm N này đi từ O đến N cách nhau là 10cm rồi sau thời gian là 5 giây thì điểm N này nó mới dao động như vậy vận tốc độ truyền sóng bằng quãng đường chia thời gian em lấy quãng đường từ đây đến đây là 10 chia cho thời gian từ đây đến đây là mấy nãy thầy nói là mấy 5 giây như vậy nó sẽ ra là 2cm trên giây thì đây chính là tốc độ truyền sóng ngoài cái công thức tính tốc độ truyền sóng v bằng quãng đường chia thời gian này chúng ta còn dùng một cái công thức mà mình rất hay gặp đó là công thức chúng ta nhớ rằng tốc độ rồi công thức này để lát nữa thầy sẽ nói đi ha lát nữa xuống dưới này khi học về bước sóng thầy sẽ nói rõ nè rồi đó là chúng ta nhớ về tốc độ truyền sóng vậy trong đề bài trong bài toán người ta có thể người ta hỏi Tốc độ dao động của phân tử vật chất là gì? Thì tốc độ dao động của phân tử vật chất tức là cái điểm n này nó dao động với tốc độ là bao nhiêu nè? Tức là uv. Lúc đó nó bằng li độ đạo hàm, li độ của n đạo hàm. Giống như cái phần dao động điều hòa thôi, chúng ta có tốc độ vận tốc thì bằng x đạo hàm gì? Là bằng về quê anh xin có dấu trừ đúng không? Thì ở đây cũng vậy, tốc độ dao động của phân tử vật chất nó khác hoàn toàn với tốc độ truyền sóng đúng không chúng ta phải rành chỗ này tốc độ dao động của phần tử vật chất nó chính bằng li độ đạo hàm được chưa và nó có thể bằng giả sử như phương trình li độ của ông ta giả sử như phương trình u của ông, của em đi ví dụ như phương trình li độ UM của ông ta có dạng là a cos omega t cộng cho phi đi chẳng hạn thì lúc đó tốc độ dao động của phân tử vật chất nó bằng li độ đạo hàm nó giống như vậy thôi là trừ omega e sin omega t cộng phi được chưa được. rồi và mình chú ý một cái điều đặc biệt nữa là tốc độ dao động của phân tử vật chất đạt giá trị cực đại nó ngay ở vị trí cân bằng là nó được tính bằng công thức vợ ôm anh nó ngay ở vị trí cân bằng tức là vị trí có li độ bằng không nó nằm ngay đây nè được không? Được được. Rồi, tốc độ dao động đạt giá trị cực tiểu nó ở đâu? Ở à, hai pin, tức là pin dương và pin gì? Pin âm, được chưa? Thầy đã nói rồi, đúng không? Cái phần dao động điều hòa nó rất là quan trọng, cái chương đầu tiên đó là một trong những chương rất quan trọng, nó là chương nền tảng cho chúng ta học những cái chương sau. Nếu chương 1 em học tốt thì các chương sau chúng ta học sẽ tốt. Chúng ta cứ yên tâm. Đúng không? Không sao hết Rất là dễ thôi chứ không có gì cả Như vậy mình hiểu được Giữa sự khác biệt giữa tốc độ truyền sóng Với tốc độ dao động của các phân tử vật chất chưa? Được rồi. rồi Bây giờ chúng ta qua một cái khái niệm tiếp theo Đó là bước sóng <laughs> đây, cái Chương 1 là, là chương chiếm nhiều câu nhất Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta nó sẽ có 50 câu thì cái chương 1 là chương chiếm nhiều số câu nhất. Ta lưu ý và chương này chương 2 đây là chương chiếm ít nhất. Đúng không? Bởi vậy là chương 1 là thường là thầy dạy rất là kỹ chương 1 để cho các bạn là sau này chúng ta đi thi nó tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta định nghĩa về bước sóng là gì? bước sóng người ta có hai cái định nghĩa bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ đúng không ạ quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ như vậy bởi vậy chúng ta có công thức tốc độ truyền sóng V nha tốc độ truyền sóng là ngày nha chứ không phải là dưới này đâu nha à tốc độ truyền sóng thì bằng quãng đường truyền sóng đi được trong một chu kỳ như vậy quãng đường đi được trong một chu kỳ đó chính là lambda chia cho thời gian trong một chu kỳ là t bởi vậy em phải nhớ công thức này tốc độ truyền sóng bằng lambda chia t hoặc bằng lambda 1 trên t thì nó là f được chưa phải nhớ công thức này để mình làm bài tốt nha rồi định nghĩa tiếp theo của bước sóng bước sóng là quãng đường xin lỗi là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà nó dao động cùng pha với nhau Bây giờ thầy xét như thế này. Thầy có một cái điểm O đây. Đây là phương truyền sóng X đi. Đúng không? Đây là phương dao động của các phân tử vật chất U đi. Được không? Rồi phương dao động của các phân tử vật chất. Ví dụ như sóng nó truyền thế hạng hình sinh như thế này. Được chưa? Rồi. Người ta định nghĩa bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải dao động cùng pha. Như vậy nó phải thỏa mãn ba yếu tố. Thứ nhất là phải cùng phương truyền sóng nè. Phương truyền nè. Thứ hai là phải gần nhau nhất nè. Thứ ba này phải dao động cùng pha với nhau nè. Bây giờ thầy xét cái phương truyền sóng này. Thầy thấy hai cái điểm này. Cái anh này nó dao động cái phân tử vật chất này dao động đi xuống hay đi lên em? Hả? theo em phân tử vật chất này nó đang ở vị trí cân bằng ví dụ như điểm m này đi phân tử vật chất tại m nó đang ở vị trí cân bằng vậy theo em nó đi xuống hay đi lên, đi lên. tại sao em biết nó đi lên Để đi nhìn đồ thấy thấy... à không Để phải không phải không phải chúng ta quan niệm như vậy là chúng ta sai lầm rồi chúng ta quan niệm như vậy là chúng ta không có đúng rồi Bây giờ như thầy đã nói đây là phương truyền sóng thì em thấy từ đây đến đây thằng này là đoạn này là sườn sau hay sườn trước? Hả? Từ đỉnh, từ đáy sóng đến đỉnh sóng này tới đây đến đây nè, có phải này là sườn sau không? Đây. Có phải từ đây đến đây là sườn sau không? Từ vị trí này đến vị trí này là sườn sau không? Sườn sau thì nó đi xuống hay đi lên? À, các phân tử vật chất nó đã đi xuống như vậy cái điểm M này nó nó đang ở vị trí cân bằng và nó đi xuống biên âm tức là nó đi xuống đỉnh đáy sóng được chưa hiểu chưa sườn sau là cái đoạn từ vị trí này đến vị trí này đây đây từ đây đến đây gọi là sườn sau cái đoạn này là sườn sau nè được chưa từ đây đến đây như vậy các phân tử vật chất sẽ thuộc trong cái đoạn này gọi là sườn sau đây là phương truyền sóng như vậy sườn sau mà phương sườn sau tức là nó, nó chúng ta gặp cái phần đáy trước rồi gặp đỉnh sau người ta gọi là sườn sau à đáy trước đỉnh sau theo chiều truyền sóng đây gặp đỉnh sau như vậy người ta gọi là sườn sau được chưa ta hiểu chưa rồi như vậy nha như vậy các phân tử vật chất nó thuộc sườn sau thì nó đi xuống còn từ cái đoạn này đến đoạn này có phải chúng ta gặp anh này trước đỉnh trước như vậy? Anh này gọi là sườn gì? Từ đây đến đây gọi là sườn sườn trước, sườn trước các phân tử vật chất thuộc sườn trước nó sẽ dao động như thế nào? Nhấp nhô đi đi lên, Đúng không? Tức là nó dao động theo chiều dương đây. Em hiểu điều đó. Chúng ta quan niệm rằng nó chỉ dao động theo cái phương thẳng đứng này thôi nha, các phân tử vật chất chỉ dao động theo phương thẳng đứng này thôi. Còn đây là phương truyền sóng, tức là nó lan truyền pha dao động thôi chứ không có gì hết cái phương này không ảnh hưởng gì đến đến cái phương dao động em hiểu thầy nói không à ta nhớ điều đó như vậy em thấy điểm này m này là đi xuống nè cạnh này cũng là điểm n này cũng là đi xuống nè được không đây có phải là hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha không? Đây là điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha tức là cùng đi xuống. Như vậy khoảng cách giữa hai cái điểm này người ta gọi đây là một bước sóng là một lambda. Từ đây đến đây là một lambda. Được chưa? Từ đây đến đây là một lambda, hiểu rõ không? Rồi. Vậy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha với nhau, tức là điểm này và điểm này có phải điểm này sụt sườn trước đi lên? Như vậy hai điểm này là gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha thì cái đoạn này chính là bằng lambda trên 2 không? Được chưa? Ta hiểu chỗ này không? Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. Hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là nửa bước sóng. Được chưa? À, nhớ như đó cho thầy. Rồi, như vậy chúng ta phải nhớ cái ý này, khoảng cách giữa hai phần tử đúng không? Hai phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động cùng pha với nhau. Hai phần tử gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha với nhau thì là lambda trên mấy? Trên 2. Còn hai phần tử mà gần nhau nhất trên phương truyền sóng, đúng không? Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha thì là lambda trên tư vậy em hiểu giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động vuông pha là hai điểm nào em biết không bây giờ thầy sẽ à thầy sẽ nói cho em hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha với nhau là hai điểm này đây đây nè cái điểm này đang đi từ vị trí cân bằng đi xuống nè. Đi xuống bên âm. Cái điểm này nó đang ở vị trí. Cái phân tử vật chất đây đang ở vị trí bên, bên gì? Cái phân tử vật chất ở ở bên âm đang đi lên vị trí cân bằng không? Thì anh này ở vị trí cân bằng, pin âm đi lên vị trí cân bằng, anh này ở cân bằng đi xuống bin âm có phải hai anh này là hai thằng này vuông pha với nhau không? trên đường chọn lượng giác chúng ta biểu thị ra nè điểm M ở vị trí cân bằng đi xuống biên âm tức là điểm M ở nằm đây có phải đang ở vị trí cân bằng và bắt đầu nó đi xuống biên âm là đi xuống trừ Eo còn điểm này nó đang ở vị trí biên âm đi lên vị trí cân bằng tức là điểm này nằm đây nằm đây đang vị trí bên âm và nó dao động đi lên tức là nó quét về đây có phải đi lên đi về vị trí cân bằng không vậy hai cái góc này có phải lệch nhau là bi trên hai không điểm này và điểm này là lệch nhau bi trên hai không như vậy hai thằng này sẽ dao động vuông pha với nhau và nhìn vào hình vẽ em thấy từ đây đến đây là lambda trên hai như vậy từ đây đến đây có phải là lambda trên tư không như vậy từ đây đến đây cũng phải là lambda trên 4 không? Được chưa? Chúng ta phải nhận xét được những cái ý này để chúng ta làm cho nó nhanh. Chứ chúng ta đừng có nhớ máy móc rập khuôn, chúng ta học vật lý là chúng ta phải hiểu rõ bản chất vật lý. Nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất vật lý chúng ta học không giỏi được. Đúng không? Ta hiểu như vậy cho thầy nha. Như vậy chúng ta phân biệt được khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha với nhau thì là lambda trên 4. Tức là cái điểm này và điểm này. Hoặc là từ điểm này và điểm này cũng là vuông pha không? Từ đây đến đây cũng vuông pha không? Từ đây đến đây cũng là năm khoảng cách giữa hai này là lambda trên 4, đúng không? Đoạn này là lambda trên 4. Từ anh này đến anh này khoảng cách giữa cũng là lambda trên 4, từ đây đến đây cũng là lambda trên 4. Được chưa? Mình hiểu như vậy nha. Rồi, tương tự chúng ta phần tiếp theo. Người ta nói khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau như thầy đã nói rồi khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng nó dao động cùng pha là một lambda như vậy khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha thì nó sẽ bằng một số nguyên của lambda tương tự như vậy khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha đối với hai thằng dao động cùng pha đây chúng ta có thể ghi như thế này nè hai khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là lambda trên 2 như vậy giữa hai điểm bất kỳ tức là một số lẻ của lambda trên 2 đúng không d khoảng cách d đó bằng 2 k cộng một lambda trên hai được chưa em rõ chỗ này không cái này em quy đồng lên thôi hai thằng này cách viết là như nhau có phải hai ngày này cách viết như nhau thầy có thể nhân chéo vào đây em hiểu chỗ này không 2 k cộng một là số lẻ của đa trên hai viết như thế này cũng được hoặc em viết như thế này cũng được thôi em thầy thì quy đồng vào nè thầy nhân vào đây có phải là 1 phần 2 nhân 2k thì ra k không? Đây còn cộng cho 1 phần 2 là 0,5 đa không? Có phải giống bên này không? Thầy khuyên chúng ta nên nhớ theo cách này Hoặc nhớ như thế nào cũng được Nhưng mà thầy thường nhớ theo cách này Được chưa? À, số lẻ của lambda trên 2 Còn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng Mà dao động vuông pha với nhau Thì lúc đó nó sẽ bằng một số lẻ của lambda trên 4 Được chưa? Nhớ nha Rõ gì phải không? Rồi, đúng rồi đúng rồi còn cùng pha là lâm đa ha rồi chúng ta cứ yên tâm khi thầy quay video thầy sẽ quay lại màn hình rồi thầy gửi lại cho em bây giờ tiếp theo chúng ta nói về à, vận tốc truyền sóng thì vận tốc truyền sóng nó sẽ phụ thuộc vào ba vào ba yếu tố thứ nhất là môi trường truyền sóng vận tốc truyền sóng thì sẽ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng Môi trường truyền sóng nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là mật độ của môi trường. Đúng không? Thứ nhất là mật độ của môi trường này. Mật độ môi trường. Thứ hai là tính đàn hồi của môi trường, đàn hồi của môi trường. Thứ ba là nhiệt độ của môi trường đó. Bởi vậy là vận tốc truyền sóng trong chất rắn lớn nhất đến chất lỏng và đến chất khí. Được chưa? Như vậy vận tốc cái gì em chưa chưa tí nữa thầy sẽ chuyển sau ha em yên tâm thầy sẽ chuyển sau cứ yên tâm thầy sẽ chuyển thầy sẽ gửi rồi thầy sẽ quay video thầy sẽ gửi lấy lại video này luôn ha rồi bây giờ chúng ta nhớ nha vận tốc truyền sóng nó sẽ phụ thuộc về vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào ba yếu tố thứ nhất là phụ thuộc vào môi trường truyền sóng mà môi trường truyền sóng sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố nè Tại vận tốc truyền trong sống trong chất rắn là lớn nhất đến chất lỏng và chất khí. Phụ thuộc vào mật độ của môi trường tức là nó đối với chất lỏng thì các phân tử mật độ của chất lỏng, mật độ phân tử chất lỏng lớn hơn mật độ phân tử chất rắn và mật độ phân tử chất rắn lại lớn hơn mật độ phân tử chất khí không? Rồi, tính đàn hồi của môi trường tức là trong chất rắn thì nó đàn hồi mạnh hơn đối với chất lỏng và so chất khí và nhiệt độ nữa, anh nào có nhiệt độ càng lớn thì theo thuyết động học phân tử chất khí ở lớp 10 chúng ta đã học đó. Anh nào có nhiệt độ càng lớn thì lúc đó nó sẽ à, anh nào có nhiệt độ càng lớn nha. Thì theo thuyết động học phân tử chất khí các phân tử vật chất chuyển động càng nhanh như vậy, vận tốc truyền sóng nó càng lớn. Được chưa? Ta nhớ điều đó cho thầy. Rồi, khi gặp đề bài, khi gặp bài toán Chúng ta làm bài toán mà người ta nói rằng Khoảng cách giữa N ngọn sóng liên tiếp bằng bao nhiêu mét đó Ví dụ như chúng ta đọc Giả sử như chúng ta làm bài, chúng ta học bài Chúng ta thấy rằng, người ta nói rằng à, Một người quan sát sóng trên mặt biển Thấy phao nhô, thấy khoảng cách giữa 10 ngọn sóng đi qua trước mặt là Giả sử như 9 mét đi Thì các em nhớ điều này, khoảng cách giữa 10 ngọn sóng đi qua trước mắt trước mặt là 9 m. Như vậy liên quan tới khoảng cách thì em nhớ tới lambda cho thầy. 10 ngọn sóng thì em giảm đi 10, giảm đi 1 như vậy còn 9 lambda bằng cái khoảng đó. Và từ đó chúng ta suy ra được lambda bằng 9 chia 9 bằng 1 m. Được chưa? Hoặc là liên quan tới thời gian, giả sử như đọc bài toán người ta nói ờ à, À, một người quan sát phao quan sát sóng trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên à, 10 lần trong 9 giây như vậy liên quan tới thời gian thì em nhớ cho thầy ví dụ như 10 lần thì liên quan tới thời gian là giảm đi là còn 9 chu kỳ bằng cái thời gian t đó như vậy từ đây chúng ta suy ra chu kỳ bằng t nhỏ chia cho n 1 đó được không ạ à? hàng ví dụ như cụ thể bài này là 999 được 1 mét một giây đó thầy nhắc lại nha liên quan tới đỉnh sóng ví dụ như giả dạ sử như đối với cái hình này khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp có phải từ đây đến đây đây là đỉnh sóng đây là đỉnh sóng đây là đáy sóng đây là đáy sóng, sóng không như vậy hai đỉnh sóng liên tiếp có phải là giảm đi hai giảm đi một thì bằng một lambda không một lambda bằng cái đoạn d đó được không? Ở đây có phải là từ điểm A, điểm E, điểm Y ba điểm này là từ A đến Y có phải là ba đỉnh sóng liên tiếp không? Vậy ba đỉnh sóng liên tiếp thì bằng cái đoạn nào đó ví dụ như bằng 10 mét đi Tức là em giảm đi, ba thì em giảm đi là còn 2 lambda bằng 10 em suy ra được lambda không? Được chưa? Tương tự như vậy nếu liên quan tới thời gian đề bài người ta cho khoảng cách xin lỗi trong n đúng không ngọn n ngọn sóng n ngọn sóng đi qua trước mặt trong thời gian t thì liên quan tới t chúng ta nhớ chu kỳ như vậy n 1 giảm đi 1 n 1 lần chu kỳ bằng cái thời gian t đó và từ đó chúng ta sẽ suy ra t sẽ bằng t nhỏ chia cho n 1 được chưa hiểu chỗ này chưa rồi tiếp tục. Đó là những cái phần liên quan tới sự truyền sóng. Đây là những kiến thức hết sức cơ bản nhưng nhiều người chúng ta không nắm rành. Mà chúng ta không nắm rành thì chắc chắn chắc nghiệm lý thuyết với bài tập chúng ta sẽ làm không được. Làm thì làm chúng ta chỉ nhớ công thức chúng ta làm vẹt thôi. Chứ chúng ta mà chúng ta chưa hiểu được bản chất vấn đề nó Nếu em hiểu được cái bản chất toàn bộ như thế này thì chúng ta sẽ làm tốt bài tập thôi không có gì khó khăn cả kể cả trắc nghiệm lý thuyết và kể cả trắc nghiệm bài tập luôn trắc nghiệm định tính và định lượng luôn nha rồi bây giờ chúng ta qua cái phần phương trình sóng này nó như thế nào đây phương trình sóng bây giờ thầy giả sử như có một cái nguồn sóng ô này cái nguồn sóng này nó phát ra sóng đúng không nó phát ra sóng theo phương như thế này rồi tại một cái thời điểm T bằng 0 thì cái điểm O này cái phân tử vật chất nó bắt đầu nó dao động đi lên. Nó dao động tới biên dương. Và bắt đầu hiển nhiên nó còn dao động đi lên được nữa không? Không, nó bắt đầu nó dao động đi xuống biên âm. Được chưa? Đây là biên âm trừ A. Đây là biên dương là cộng A. Rồi. Sau một thời gian phân tử vật chất này bắt đầu dao động. Sau thời gian phân tử vật chất này dao động. Đây là phương truyền sóng, được chưa? Rồi tại một thời điểm nào đó, điểm phân tử vật chất M đang ở vị trí này. Nó đang dao động ở vị trí này. Và theo em điểm M đi lên hay đi xuống? Tại cái thời điểm T, điểm M đang ở vị trí này. Vậy theo em điểm M nó dao động đi lên hay đi xuống? em muốn biết nó đi lên hay đi xuống thì em thử coi coi nó nằm ở sườn trước hay sườn sau thôi. À sườn sau như vậy điểm em m chắc chắn nó như thế nào? Nó sẽ dao động từ vị trí có ly độ dương và đi ngược chiều dương, đi xuống vị trí cân bằng và đi về binar m. Thì đây nè em thấy nè, tại thời điểm này điểm em phân tử vật chất em ở đây nó không nằm ở vị trí cân bằng mà nó đang nằm ở đây hình vẽ người ta cho mình biết này em có phải tại thời điểm t nào đó có phải điểm m đang ở đây không phân tử vật chất m thì nó không nó chỉ dao động nhấp nhô chứ em đừng có hình dung m lúc này nó nằm đây lúc này sau m nó chạy ra xa nào em hình dung ra ví dụ như chúng ta thả một cái cục phao đi chúng ta xuống cái hồ nước chúng ta thấy mấy cái cục mút á cục phao á chúng ta bẻ nhỏ ra rồi chúng ta chọn một cái cục đá xuống xuống mặt hồ chúng ta hình dung ra đây là đây nè à đúng phân tử vật chất chỉ dao động nhấp nhô lên xuống đây thôi chứ chúng ta đừng hình dung sau một thời gian em mờ phân tử vật chất em nó chạy ra đây là không đúng nha không không phải không phải không phải nó chỉ lan truyền pha dao động phân tử vật chất M chỉ dao động nhấp nhô lên xuống. Sau một thời gian, cái cục phao ở N nó mới nhấp nhô lên xuống và cái cục phao ở N này nó không chạy ra đây được. Sau một thời gian cái cái cục phao tức là phân tử vật chất ở điểm C này nó dao động nhấp nhô lên xuống. Ta hình dung đó mới là sóng cơ. Sóng cơ là quá trình dao động cơ lan truyền trong không gian, nó là dao động nhưng nó sẽ lan truyền được trong không không gian ta hiểu không à phải hiểu rõ như vậy rồi bây giờ chúng ta coi vậy điểm m này nó nằm ở sườn sau như vậy điểm m này nó sẽ đi xuống và lúc đó giả sử như người ta cho phương trình sóng tại m đây tại ô tại nguồn sóng ô là bằng a cos omega t đây thì lúc đó chúng ta suy ra phương trình sóng tại điểm M nó giống hệt như phương trình sóng tại nguồn tức là bằng A cos omega T. Nhưng chỗ này lại trừ cho 2 pi d trên cho lambda. Hàng. Tức là cái điểm M này sẽ dao động lệch pha, trễ pha hơn điểm O một góc là 2 pi d trên lambda. Trong đó d ở đây chính là khoảng cách từ nguồn O đến điểm M, đây là d tức là d này chính bằng đoạn om đó em. Còn lambda của chúng ta chính là lambda của em chính là bước sóng. Được chưa? Như vậy, người ta cho phương trình sóng tại điểm m, chúng ta có thể suy ra xin lỗi phương trình sóng tại điểm o thì suy ra phương trình sóng của điểm m nằm sau o nhá Đây là o nằm trước điểm m nằm sau, như vậy phương trình sóng m nó luôn có dạng như thế này. A cos omega t trừ 2 bi d trên lambda. Một số tài liệu người ta viết x cũng được, trong đó x cũng bằng cái đoạn OM luôn đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi làm bài tập, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn mấy cái phần trên là không có gì hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi làm những câu trắc nghiệm này thì chúng ta sẽ rõ nha. Rồi câu số 1 Sóng cơ là Câu A dao động lan truyền trong một môi trường Chính xác không? Là dao động lan truyền trong một môi trường Đúng Câu B dao động của mọi điểm trong môi trường là không đúng rồi Đúng không? Sau một thời gian điểm O này nó nhấp nhô lên xuống Thì điểm N chưa chắc đã dao động Nó phải có một thời gian nó truyền đến Thì điểm N mới dao động rồi lúc đó cái điểm C nằm đây chưa dao động được. Có một cái thời gian nào đó sóng nó truyền tới đây thì điểm C mới dao động được. Mà đây nó nói mọi điểm dao động là sai, được chưa? Rồi câu C, một dạng chuyển động đặc biệt là không đúng rồi, không đúng định nghĩa sự chuyển sự truyền chuyển, chuyển động của các phân tử vật chất, không đúng, sự truyền chuyển, chuyển động là sai. Phân tử vật chất chỉ dao động tại chỗ thôi chứ đâu có truyền đi được đâu. Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục. Qua câu số 2. Sóng dọc là sóng dọc truyền theo trở sợi dây là không đúng rồi. Muốn so sánh sóng dọc với sóng ngang thì người ta dựa vào phương truyền sóng và phương dao động của các phân tử vật chất. Đúng không ạ? À? Rồi, như vậy câu này người ta nói sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng còn sóng ngang là truyền theo phương ngang là không đúng rồi theo nghĩa bóng, nghĩa đen là không được. Câu C sóng dọc là sóng trong đó phương dao động của các phân tử vật chất trùng với phương truyền sóng, chính xác không? Đáp án C. Câu số 3. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào. Đúng. Câu số 4. Sóng cơ trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là đáp án nào? đúng rồi tốc độ lan truyền dao động còn tốc độ cực tiểu của phân tử vật chất là sai nhá tốc độ cực tiểu tức là nó bằng tốc độ cực tiểu bằng không lúc đó tốc độ phân tử vật chất cực tiểu bằng không nó ở ngay tại vị trí gì à à hai biên còn tốc độ chuyển động của các phân tử vật chất là sai ở đây v này chính bằng u phải là sai đúng không đây không phải là tốc độ truyền sóng đâu à đúng tốc độ cực đại của các phân tử vật chất có sóng truyền qua thì đây là v mass nó bằng vợ ôm anh nó ngay tại đầu đúng ta phải hiểu rõ như vậy rồi câu số 5 khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi thì mình chú ý một điều khi sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì chắc chắn ai thay đổi có phải vận tốc thay đổi không? Thầy đã nói vận tốc trong chất rắn là lớn nhất rồi đến vận tốc trong chất lỏng và cuối cùng là vận tốc trong chất gì? Chất khí. Như vậy vận sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì chắc chắn vận tốc sẽ thay đổi. Mà vận tốc thay đổi thì dẫn đến bước sóng thay đổi. Chỉ còn chu kỳ và tần số của sóng là không đổi thôi. Nhớ điều này nha như vậy truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì à, vận tốc thay đổi bước sóng thay đổi nhưng chu kỳ và tần số sẽ là giữ nguyên như vậy đáp án nào tần số a được chưa rồi câu số 6. chăm sóng cơ học sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí đúng không không truyền được trong chân không đâu đây nó là sóng cơ không được truyền được trong chân không mình loại ngay ba đáp án này luôn ví dụ như thay này là sóng ngang thì chúng ta chỉ chọn đáp án nếu là sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn thôi nha trừ trường hợp là sóng mặt nước rồi câu 7 sóng mặt nước là sóng ngang sóng mặt nước nó vừa là sóng ngang vừa là sóng dọc luôn đó sóng mặt nước nó đặc điểm của nó. Rồi, câu số 7, một sóng cơ hình xin truyền trong một môi trường xét trên hướng truyền sóng khoảng cách giữa hai phần tử môi trường. Đáp án nào đây? Gần nhau nhất cho pha là một À khoảng cách giữa hai phần tử một sóng xét trên một hướng chuyển sóng khoảng cách giữa hai phần tử môi trường gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng đáp án B điểm chưa à rồi câu số 8 khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường phát biểu nào sau đây là đúng sự truyền sóng cơ trong một môi trường nha câu a những phần tử của môi trường trên cùng hướng truyền sóng và cách nhau bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. Tức là k lần lambda thì dao động cùng pha. Câu này đúng không? Rồi, chúng ta đọc tiếp nè. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha. Tại sao sai? À, hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha như vậy nó vẫn cách nhau lambda trên 2 thì vẫn là một số lẻ chứ Nhưng mà phải là 2K cộng 1 à không phải hai k cộng một thì ở đây nó vẫn là số lẻ đây là một nhân lambda trên hai thì vẫn là số lẻ chứ em à bây giờ thầy đã nói nãy rồi định nghĩa của bước sóng, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng trên cùng phương truyền sóng mà dao động cùng pha. Thầy đã nói rồi nó phải thỏa mãn mấy yếu tố. Bài. Ba yếu tố, thứ nhất là hai điểm gần nhau nhất. Một yếu tố là gần nhau nhất. Phải trên cùng phương truyền sóng là yếu tố thứ hai và phải dao động cùng pha là yếu tố thứ ba thì đó là một lâm đa như vậy cái câu a này người ta nói phần tử vật chất trên cùng hướng truyền sóng là cùng phương rồi cách nhau bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha là chính xác nè còn cái câu b người ta nói khoảng cách giữa hai phần tử môi trường cách nhau một mở nửa bước sóng dao động cùng pha là chưa chắc tại vì nó thiếu cái dữ kiện là cùng một phương truyền sóng không đúng không Em hiểu chỗ này chưa? Rồi tương tự như vậy, những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha, nguyên lần là sai rồi. Phải là 2k cộng 1 lẻ ra trên 4 mới đúng. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90 độ. Nhìn vào thì ai cũng nói đúng. Nhưng mà nó thiếu chữ gì? Cùng gì? Cùng một phương. Đúng không? Hai phần tử của một môi trường phải cùng một phương truyền sóng cách nhau một phần tư bước sóng thì mới nó dao động lệch pha 90 độ được như vậy câu số 8 câu số 8 đáp án đúng là đáp án a câu b nó sai tại vì nó thiếu chữ cùng một phương truyền sóng hai phần tử của môi trường cách nhau câu c những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lành bước sóng thì dao động cùng pha là sai rồi nó cũng phải thiếu cùng một phương truyền sóng không rồi câu số 9 bước sóng là đáp án nào Ừ, D. đúng rồi Gần nhau cùng phương truyền sóng nè Gần nhau nhất yếu tố thứ nhất Cùng phương truyền sóng yếu tố thứ hai Cùng pha là yếu tố thứ ba Phải thỏa mãn ba yếu tố này mới được nha Được chưa được Mình hiểu rõ như vậy Rồi, đây công thức Lambda, chúng ta có v bằng lambda chia t hay là bằng lambda nhân f đáp án a, được chưa? Câu mười một. Như vậy đáp án 50 Sóng cơ này có bước sóng Như vậy chúng ta có lambda bằng V nhân T V là 1 nhân T là 0,5 Như vậy 0,5m đổi ra là 50cm Rồi câu 12 một sóng cơ có phương trình này người ta yêu cầu tính tần số của sóng thì mình so sánh với cái phương trình tổng quát của mình là u bằng e cos omega t trừ hai bx chia lambda x hay d gì cũng vậy thôi được chưa vậy trước hệ số trước t luôn là omega vậy chúng ta tính tần số là omega các em bằng 2 bf f cho thầy 2 bi nhân f à, xin lỗi bài này suy ra f chứ f bằng omega chia 2 bi omega của em là nhiêu 20 b chia cho 2 b thì ra là 10 đáp án b rồi bài 13 biên độ là chữ gì đáp án nào à đơn vị là mm đơn vị đúng của anh nắng đó luôn nha rồi bài à, 14 cho phương trình sóng có dạng như thế này biết tốc độ truyền sóng bằng này người ta hỏi tính bước sóng thì chúng ta có tốc độ truyền sóng tốc độ thì bằng quãng đường chia thời gian. Từ đây suy ra lambda bằng V nhân T. V đề bài ta là cho 60 rồi T lại bằng 2 pi chia omega. 2 pi chia omega là 20 pi nhân cho 60. Đúng không? Rồi, pi với pi đơn giản hết số 0 với số 0 đơn giản hết như vậy chỉ còn là 6 đơn vị là cm. Đáp án à câu 15 Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz Tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng Xét 5 gợn lồi liên tiếp về phía nguồn sóng Gợn thứ nhất cách gợn thứ năm là 0,5 m Như vậy có phải 5 gợn lồi cách nhau là 0,5 m không? À vậy là mấy lambda? 4 lambda bằng cái khoảng cách đó là 0,5. Suy ra lambda bằng 0,5 chia cho 4. Được không? Mét. Rồi tính tốc độ truyền sóng thì chúng ta có V bằng lambda chia F. Được chưa? Rồi. À, v bằng lambda chia T. Lambda nhân F chứ? À, lambda nhân F mới đúng nha. Rồi thế vào. Lambda của mình là 0,5 chia 4m nhân cho 120 số 0 số 0 như vậy đáp án máy b đi chưa 16 người ta quan sát cánh hoa trên mặt hồ nhô lên 5 lần trong thời gian 20 giây như vậy tính được chu kỳ không máy Ừ, rồi tiếp tục. À coi hai để đi một là 15 da. Đa, đa 8. 8. À. Suy ra V bằng lambda chia T. T bằng 5 chia 8. Bằng 5 bằng 8 chia 5 chứ. Ừ, 1,6 đúng không? Ừ. 17 lambda là 5. Rồi, bốn à, ngọn sóng đi qua trước mắt trong 12 giây. T 12 trên 3. Ừ, 12 như vậy T bằng 4 Vậy là suy ra V bằng lambda chia T Lambda là 45 chia cho lambda là, 5 lambda là 5 Chia 4 1, 2, 3, 5. Đơn vị à, Mét rồi câu số 18 tần số là F Omega chia 2B 200B chia 2B thì được Đúng rồi 19 19 người ta nói ly độ ly độ là chữ u nè khi nó có tọa độ tức là khoảng cách x là đây nè t là đây nhưng mà em thế x với t vào phương trình ly độ này không à chứ chúng ta đừng có hiểu ly độ là x nha x ở đây là tọa độ của cái điểm đó thôi còn ly độ nó là dao động nè như nãy thầy đã nói rồi đó em hiểu không rồi như vậy em thế vào u bằng 4 cos của 2 bi nhân cho 0, 25 cộng cho pi nhân cho 0,5 chia cho 2. Đúng không? Ở đây là 0,25 là 1 phần 4. Như vậy trừ 2 căn 2 đáp án. D. 20. Một sóng cơ được mô tả bằng phương trình như màn hình của em quan sát. Tốc độ cực đại của phần tử vật chất gấp 4 lần tốc độ truyền sóng. Đúng không? Như vậy người ta nói cho tốc độ cực đại bằng 4 lần tốc độ truyền sóng. Tức là chúng ta tương đương tốc độ cực đại nó bằng gì? Tốc độ dao động cực đại. À, omega A bằng 4 lần tốc độ truyền sóng thì bằng À, lambda nhân F Đúng không? Rồi. Tương đương lên omega của chúng ta là đây nè, là 2 pi f nè nhân a nè bằng 4 lambda nhân f nè. f với f đơn giản hết không? Như... Ừ, omega là 2 bf f nè. Thế vào chưa? Rồi. 4 với 2 như vậy đơn giản đây còn bi nhân a bằng là 2 lambda không? Được không? vậy đáp án C không câu 21 như vậy chu kỳ là hai giây rồi rồi một đáp án đề Câu 22. Tại một điểm ô trên mặt chất lỏng đang xảy ra dư chấn của một trận động đất. Điểm A trên mặt đất có một trạm quan sát địa chấn, đúng không? Điểm A trên mặt đất có một chạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm T0 rung chuyển ở đầu ô tạo ra hai sóng cơ. Đó là sóng dọc và sóng ngang truyền thẳng đến điểm A tới A ở hai thời điểm cách nhau là 5 giây. Biết tốc độ truyền sóng dọc. Tốc độ truyền sóng dọc. Tốc độ truyền sóng dọc là à, 8.000 m trên giây. Tốc độ truyền sóng ngang là 5.000 m trên giây. Yêu cầu mình tìm khoảng cách giữa hai điểm A và B. Đúng không? Đây là tốc độ truyền sóng nha. Nhiều khi mình đọc cái câu này mình nhìn thấy nó rắc rối quá trời Nhưng mà chúng ta nhớ Chúng ta đừng có ngại ngùng gì Chúng ta cứ suy nghĩ từ từ Chúng ta bám vào đề bài chúng ta suy nghĩ nha Người ta nói Tại hai thời điểm T0 Sóng tạo ra hai sóng cơ Và nó truyền tới điểm O này Nó truyền tới cái điểm A này nè Sóng dọc và sóng ngang cùng thời truyền tới đây Nhưng mà hai cái sóng này nó truyền tới nó cách nhau là 5 giây như vậy có phải là lấy em lấy thời gian của sóng thứ nhất em trừ đi thời gian truyền tới của sóng thứ hai nó bằng năm không À như vậy mà thời gian truyền sóng thì bằng quãng đường chia vận tốc không là bằng oa chia cho vận tốc vận tốc ở đây có phải là 5.000 thì 5.000 nó lớn hơn 8.000 5.000 nó nhỏ 8.000 như vậy phân số này lớn hơn thì thời gian đó nó sẽ lớn hơn chia cho OA chia cho 8.000 và bằng mấy 5 đúng không ạ Rồi chúng ta quy đồng lên mẫu số chung là à, 40.000 như vậy chỗ này còn là 8 trừ cho 5 thì được là 3.000 3 OA 3 OA sẽ bằng là 5 nhân cho 40 5 nhân cho 40.000 đúng không ạ? Được không? Rồi. Như vậy chỗ này là 200. Như vậy suy ra 3OA bằng 200.000. Nhân tiếp cho gì đây? 40.000. Chia cho 3, rồi bấm máy dùm coi ra nhiêu dây. Ra nhiều mét. Ra mét nha. có sao đâu ra mét thì mình đổ đổi ra km ở đây thay đổi ra km luôn đi ha ra bao nhiêu em mình kiểm tra lại coi đây là mỗi chung là 40.000 gì 8.000 với 5.000 ra 40.000 như vậy chỗ này nhân cho 8 chỗ này nhân cho 5 8 chữ 5 ra 3 ở đây 5 nhân cho 40.000 đúng không ạ phải không à, thời gian thì bằng quãng v bằng s chia t đúng rồi suy ra t bằng s chia v đúng rồi như vậy chỗ này thay đổi ra là 5 à, 200 200 ngàn nhân cho 40 000 chia cho 3 được chưa thay đổi ra km luôn đi đây là mét nha đổi ra km thì bỏ đi thì còn là 200 000 nhân cho 40 chia cho 3 rồi bấm máy gai ra bao nhiêu km nha 6,67 đó hả? Dạ đúng rồi Như vậy đáp án A không? Đúng không? Phải không? Chỉnh gì với thường đó, thầy? Không chỉnh gì ừ. Được chưa? Dạ hai Cái gì ra 2,667 Vậy đáp án đâu phải đáp án A đâu Rồi rồi để thầy kiểm tra lại ha Như vậy đáp án này chưa đúng rồi nè giờ mình kiểm tra lại coi à, 5.000 sai này cách nhau là đây là 8.000 mét trên dây hai này cách nhau là 5.000 như vậy là lấy OA trừ chia cho 5 trừ cho OA chia cho 8 thì bằng 5.000 bằng 5 giây được chưa phải gì rồi giờ mình quy đồng lên quy đồng lên anh này là nhân cho mẫu chung là 4 ngàn. 40.000. 5.000 với 8.000 thì mối chung là 40.000 thì anh này nhân 8 đúng không? Anh này nhân 3 5. 8 trừ 5 thì được 3 nhân OA. Đúng không? Rồi quy đồng khử mẫu anh này nhân 40. Không có cái anh này nha. Trời ơi. Quy đồng khử mẫu mà anh này nhân cho 4 000 nè. Được chưa? Em hiểu chỗ này không? như vậy mới đúng nha nãy chia cho tào lao rồi nha phải không quy động khử mẫu mà em rồi như vậy suy ra oa của chúng ta có phải bằng 5 nhân cho 40 đổi ra 40.000 đi ha chia cho 3 thì bằng bao nhiêu mét như, như vậy đáp án A được chưa hiểu chỗ này không rồi câu 23 Một người gây ra một dao động tại ô Của một sợi dây cao su căng thẳng dao động Theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây Với chu kỳ là 2 giây Trong thời gian 6,5 giây sóng truyền được quãng đường 6, 35cm Yêu cầu tính bước sóng Ừ đúng rồi 5,38 cm mặt khác V lại bằng e lambda chia t suy ra lambda bằng V nhân t bằng 10,7 lambda V của các em là bằng 5,38 gì nhân t là mấy là hai được chưa rồi bấm máy ngay Rồi kiểm tra lại coi nha Trong thời gian 6,25 giây Sóng truyền được quãng đường là 35cm Như vậy quãng đường bằng 35 Chia cho 6.5 bằng 5,38 Đúng rồi Không bình thường em Người ta gây ra một sóng cao su trên phương góc vị trí bình thường của dây với chu kỳ là 0,2 giây trong thời gian 6,5 giây sóng truyền được cái quãng đường là 35 cm tính bước sóng đúng chưa tính bước sóng như vậy bây giờ chúng ta coi nè như vậy chúng ta tính nó ra là 10 phẩy mấy gì đáp án B nè phải không hoặc là không thôi chúng ta sẽ phân tích cái thời gian 6,5 này nè nếu chúng ta muốn tròn nè thầy có thể làm nó ra như thế này thầy thấy t này nè bằng 6,5 em tính như thế này thì đáp án B là đáp án gần nhất rồi như vậy chọn đáp án B thôi em hiểu không em hiểu. hoặc là chúng ta có thể làm như thế này 6 chúng ta làm như thế này nó cũng ra cái đáp án B à thôi làm vậy được rồi hiểu câu này không rồi câu 24 một sóng cơ lan truyền với tốc độ là 1 mét trên dây. chu kỳ là 0,2 giây biên độ là a bằng 5 khi phần tử của môi trường đi được quãng đường đây là S bằng 60 cm thì sóng truyền được quãng đường là bao nhiêu? À đúng rồi, tính lambda. V nhân V nhân T. Như vậy nó ra là 0,2 m đúng không? bằng 20 cm. Bây giờ người ta nói khi phần tử của môi trường đi được quãng đường 60 cm thì điều đó có ý nghĩa là gì? À, là khi là trong vòng 20 m là đi được đi được quãng đường 60 m là đi gấp 3 lần Không phải. Đây là phần tử vật chất nó dao động như vậy quãng đường dao động tức là cái quãng đường nó nhấp nhô lên xuống nè. Em hiểu không? Đây là phần tử vật chất mà chứ đâu có phải là quãng đường truyền sóng đâu em dạ, dạ. Người ta hỏi quãng đường truyền sóng là S nó khác với cái S này nhá. Dạ. Đúng không? Mình phải đọc kỹ, mình phải hiểu rõ vấn đề chỗ đó Như vậy mình thấy S nè nó bằng 60 nè Thầy có thể biến đổi ra thành có phải là biên độ nó là 5 mông Đúng không? Chúng ta sẽ biến đổi ra nó liên quan tới A Ở đây là có phải là 12 nhân cho 5 không? 12 x 5 thì ra 60 hay 12 thì thầy có thể biến đổi thành 3 x cho 4 x cho 5 không như vậy 3 x 4A không vậy đây quãng đường đi được trong 3 x 4A mà quãng đường đi được trong một chu kỳ là 4A như vậy cái thời gian này tương ứng với là 3 chu kỳ không Thời gian tương ứng với 3 chu kỳ như vậy chúng ta sẽ suy được được vận tốc truyền sóng bằng quãng đường chia thời gian. Được chưa? Mà trong 1 chu kỳ thì nó đi được 1 lambda như vậy cái quãng đường đi được trong 3 chu kỳ này có phải là 3 lambda không? 3 x 20 ra 60 đáp án. À. Đúng rồi. Em hiểu chưa? Và quan trọng là chúng ta phải hiểu chỗ này. Phần tử vật chất đi được quãng đường này rồi tính quãng đường truyền sóng này. Hiểu chưa? Em hiểu ý thầy nói không Thuận? Rồi, ok. Rồi, câu 25. Bây giờ coi câu 25 nha. Có gì đâu phức tạp em Từ từ rồi nó sẽ quen thôi Thấy cũng dễ mà uhm. Uhm. Một mũi nhọn S được gắn vào đầu một lá thép nằm ngang Chạm nhẹ vào mặt nước Khi lá thép dao động với tần số là 50 hẹp Tạo ra trên mặt nước một sóng có biên độ là 0,9 cm Đúng không? tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ là 0,9 cm. Rồi, biết khoảng cách giữa ba gợn lồi liên tiếp như vậy 3 13 thì chúng ta giảm đi là 12 lambda không? bằng 36 ông. Suy ra lambda bằng 3 ông. Rồi viết phương trình phần tử vật chất tại điểm M cách S một khoảng tức là cách cái nguồn sóng đó S này là nguồn sóng hay là ô gì cũng được như vậy MS của ông ta chính bằng D và bằng 6 cm không? Chọn gốc thời gian là lúc mũi nhọn va chạm vào mặt thoáng và đi xuống Ta hình dung ra đây Đây là cái nguồn S đây Gốc thời gian là lúc nó va chạm vào mũi nhọn Và nó đi xuống Phân tử vật chất nó đi xuống nha Em hình dung đây là cái mặt nước cái gì Cái mặt nước đây là mặt nước này Em lấy tay em búng em búng em đẩy nước nó xuống tức là cái mũi nhọn chọn gốc thời gian là lúc mũi nhọn va chạm vào mặt thoáng tức là va chạm vào mặt nước và em đẩy đi xuống như thế này không em hiểu ý thầy nói không chưa hiểu lắm hàng rồi ok bây giờ mình hình dung đây là nước nè đúng không môi trường này là nước của ông ta trong những đây là những môi trường nước cái điểm này phân tử vật chất nước đây là cái nguồn ép em dùng tay em đập cái nguồn ép em búng cái ngọn cái nước này nó đẩy nó đi xuống có phải là chọn gốc thời gian là lúc muối nhọn chạm vào mặt thoáng tức là cái tay của chúng ta chạm vào mặt thoáng và đẩy đi xuống không tức là cái điểm ép này nó sẽ dao động nhấp nhô lên xuống như thế này được chưa? Đây là cái phương truyền sóng của em nè. Đây là ly độ dao động của cái điểm S phân tử vật chất nè. Rồi cái điểm M của em nằm đây nè. Được không? Đề bài người ta không hỏi viết phương trình sóng tại M. Mà xin lỗi không viết phương trình sóng tại S. Mà nó hỏi viết phương trình sóng tại M. Được chưa? Đề bài người ta hỏi viết phương trình sóng tại M nó như thế nào đây? Thì để viết được phương trình sóng tại M, em phải viết được phương trình sóng tại nguồn S. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta có phương trình sóng tại M giống hệt như phương trình sóng tại nguồn S. Nhưng chỗ này là trừ 2BD trên lambda. Em hiểu ý thầy nói không? Rồi, như vậy bây giờ thầy phải viết phương trình sóng tại nguồn S trước thì phương trình sóng tại nguồn F của chúng ta sẽ có dạng là bằng A cos omega t cộng phi. Tại chúng ta chưa biết phi nó là bao nhiêu thì chúng ta phải cộng phi chứ đâu phải lúc nào phi nó không bằng không được. Rõ chỗ này không? Rồi, thế vào nè. A là mấy? Cos nè. Omega là bằng 2 bf là 100 b không? Rồi, T phi là pha ban đầu thì chúng ta dựa vào điều kiện ban đầu tại đúng không phi là pha ban đầu thì em dựa vào gốc thời gian nè tại t bằng không là lúc mặt lúc mũi nhọn chạm vào mặt thoáng và đi xuống có phải nó ở vị trí gì nó ở vị trí cân bằng và đi xuống chiều âm không nó nằm đây không em hiểu ý thầy nói chỗ này không rồi như vậy pha ban đầu có phải nó nằm ở đây Điểm S không nằm đây Như vậy ban đầu có phải góc nó là pi trên 2 không Trừ cộng pi trên 2 không Rồi như vậy Mình viết được phương trình của S chưa Đúng pha ban đầu là phải dựa vào góc thời gian để mình làm Có phải nước muối nhọn nè Qua vị trí cân bằng nè là mặt thoáng là vị trí cân bằng và đi xuống tức là nó đi xuống đáy sóng đi xuống phần âm nè Đi về đây nè, như vậy phi này có phải là bi trên 2 không? Chiều dương hướng xuống À, xin lỗi, nhầm rồi Chiều dương hướng xuống Chiều dương hướng xuống, như vậy điểm S của chúng ta không được nằm ở đây Thầy nhầm nha, thầy chuyên chưa đọc cái dưới Bởi vậy chúng ta thấy đề bài người ta gài mình rất là nhiều chỗ Mình chú ý nè Vì chiều dương hướng xuống như vậy Có phải gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng và đi xuống tức là đi theo chiều dương ông như vậy điểm S của chúng ta nằm đây à, tại vì chiều dương người ta hướng xuống nè em hiểu chỗ này không đây chiều dương hướng xuống tức là pin dương của ông ta là nằm đây còn pin âm của ông ta nằm đây được chưa đổi ngược lại như vậy phi của em có phải là bằng trừ bi trên hai không phi là trừ bi trên hai Vậy suy ra phương trình sóng tại điểm M giống hệt như anh này. Nó bằng 0,9 cos 100 bt. Trừ pi trên 2 trừ thêm 2 bd. D là bao nhiêu? D à, là 6. 6. Lambda? Lambda là 3. 3. Như vậy chỗ này còn là 12 pi. 12 pi chia 3 thì ra trừ 4 pi Đúng không? Có phải không? Trừ 4 pi thì bỏ đi rồi Trừ 4 pi nó là số vòng thì bỏ đi rồi Như vậy chỗ này nó chỉ còn là à, 0,9 cos 100 pi t trừ pi trên 2 thôi Vậy đáp án A Em hiểu ý thầy nói chỗ này bỏ không? Ừ, như vậy đáp án A rõ gì phải không được chưa rồi rồi bây giờ chúng ta qua câu 26 rồi suy nghĩ làm câu 26 cho thầy nha thầy uống miếng nước cái rồi thầy sửa hang một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi với biên độ 6 tại một thời điểm hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi phương cùng lệch khỏi vị trí cân bằng như vậy hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng đây là li độ của nó không u không u chứ không phải x x là khoảng cách của nó còn u nó lệch khỏi vị trí cân bằng tức là nó dao động nó lệch khỏi vị trí cân bằng đây là u không li độ nó không chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng đây là x chồng ngắn nhất 8 Được chưa tỷ số tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng gần giá trị nào nhất sau đây <laughs> tốc độ dao động cực đại nha đó là v và v là bằng bao nhiêu đúng không rồi bây giờ chúng ta thử chúng ta bài này chúng ta làm như thế nào đây à mình tìm như thế nào mình có nè v mát có phải là bằng omega nhân a không t lambda thì có phải là bằng v bằng lambda chia t không như vậy đem lên có phải là bằng omega nhân A Nhân T Đúng chưa Rồi như vậy là omega nhân A nhân T chia cho lambda Đi chưa Rồi bây giờ mình coi nè Tại một thời điểm nào đó Hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3mm Chuyển động ngược chiều nhau Vậy bây giờ mình biến đổi như thế này rồi cách nhau một khoảng ngắn nhất là bằng 8 cm. Vậy bây giờ mình thử xem coi coi nó liên hệ với nhau như thế nào. Hai phần tử này chúng ta tính được độ lệch pha của nó không? Tính được độ lệch pha của nó không? Ừ, không. Rồi câu này để bữa sau chúng ta dạy ha. Giờ thầy tới giờ lớp khác rồi ha. Thầy sẽ gửi cái file đề này cho em.